Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ô, có trò này hay phết anh em. Chơi ba con này. Mình chơi pha này cũng hơi hơi mạo hiểm. Thôi, trò này vào nhé. À, cần mình bán diêu đi thôi. Mặc dù bài ba con này cũng hay ấy, nhưng mà anh em sẽ cần phải có Lumbua 3 này với cả con Quillen 3 à, ý là Lumbua 2 và Quillen 2 ấy. Không thì ố nhiều vàng thế, vừa đủ luôn đấy. The door to another dimension opens now. Chịu thua đi. Không thành vấn đề anh em ơi. Anh gặp lại anh em sau chịu thua nhé. Rất nhiều tiền đấy. A few moments later. Hai anh em, anywho thì mình coi vút tàn từ đầu tiếp. Khả năng làm lại trận hôm qua anh em. Qua chúng ta đã có một trận đấu thật là tiếc nuối mà. Thật đúng là tiếc nuối mà. Không còn từ gì miêu tả sự tiếc nuối của mình hơn cái trận đấu hôm qua anh em. Chỉ có thể miêu tả từ tiếc nuối. Nên là hôm nay chúng ta khả năng làm lại trận hôm qua được đấy. Và chúng ta đánh thánh đồ. Thú thánh đồ. Cái trận đấy định đam mê con Malok 3, con Yon 3 anh em ơi. Thế mà nó không thành công. Đây rồi. Khả năng cao là hôm nay sẽ là ngày của chúng ta rồi. Anh em ơi. Thêm con Yon nữa. Ngày của chúng ta. Hôm nay sẽ là ngày của chúng ta. Bốn cung. Hôm nay sẽ là ngày của chúng ta anh em ơi. Không phải hôm nay thì là hôm nào. Anh em còn muốn hôm nào nữa. Ngày của chúng ta. Chắn là vậy rồi. Chắn là vậy rồi. 5 con Yon trên bản đồ. Mình cầm 4. Không phải bây giờ thì bao giờ. Không phải bây giờ thì bao giờ. Nhưng mà trận này mình sẽ khả năng đánh cao đánh thú nhá. Bởi vì có vút hung tàn. Vút hung tàn bởi vì đánh cung ấy. Đánh cung. Lỡ một tí. Đánh cung ấy thì nó tăng 100% lúc đánh ấy, nên là sẽ thường không cần vút hung tàn nữa. Nếu mà có cả vút hung tàn cả cung thì anh em sẽ đánh là bao nhiêu phần trăm tốc đánh. Nhờ hay làm một cái clip như thế nhở. 100% tỷ lệ tốc đánh nhánh nhá, cộng với 30% nhân với cả mỗi lần tăng tốc đánh là tăng 10%, cộng dồn 20 lần là 200%, 230%, cộng 100% là 330% tốc đánh anh em ơi. 330% tốc đánh. Chúng ta khả năng sẽ cần sách thắng hơn. Hayate cầm đi. 330% tốc đánh chơi không nhỉ? Ê, nó càng đánh nó càng ra tướng ý. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Em thấy cái sự ho he của mình đang có miêu tả điều gì không? Hay đánh cung nhỉ? 330% tốc đánh không anh? Cá nhân vẫn hơi thích thú hơn anh em ơi. Vẫn hơi thích thú hơn đấy. Đam mê thú hơn đấy. Ra tướng rất ổn luôn nhá. Hình như các bạn khác đánh con là gặp nhìn thấy nhà mình là bỏ con Yon liền mà. Không dám chơi Yon liền mà. Có 2 cho vào đi. Có 2 thì uy tín. Nó thương bắt đánh bên kia thôi. Tưởng vào đáy bên kia anh em ơi. Xem cả. Nào quyết định đi anh em, chơi Yon hay là chơi thú nhở. Vẫn hơi thích thú hơn đấy.
thú đấy, thích thú đấy. Nhon hai sớm quá, nhon hai sớm quá. Thôi đánh thú đi. Thôi đánh thú nha anh em nhá. Bán sừng một con cung. Ơi, cái bắt à, con Yon mình bị bế đi, may quá. Quên mất, cứ tưởng con Yon mình bị xiên anh em ơi. Bế đi thì yên tâm thôi. Thôi đánh công đi, mình đang muốn phục thủ lại cái trận hôm qua hơn là mình muốn đánh à đánh thú, đánh thú. Mình đang muốn phục thủ lại cái trận hôm qua hơn là mình muốn chơi một trận 333 330% tốc đánh anh em. Phục thủ lại trận hôm qua đã. Xong rồi làm gì thì làm. Nhé. Nhé nhé. Nhé 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 nhé. 10 con Yon mình cầm 5 con. 8 con Yon bay trên bản đồ. Mình cầm 5 con, chắc một bạn cầm một Yon 2 à. Con Yon, một con Yon. Bỏ Yon đi mà làm người các bạn ơi, bỏ cái con Yon cho mình đi. Đừng cướp làm gì. Mình gặp lại có thương không? Một bạn có thương này. Ủa bạn đây có thương, mình gặp bạn đấy đúng không? Ok nha. Ok nha, ok nha. Gì đây? Em đầu game khá là ok này. Thằng 4. Là 2 rồi. Nha tê sách thánh rồi. Đúng không? Mình vừa gặp đúng các bạn duy nhất có thương đúng không? Bạn này đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ cứ để thế này nhá. Sống được thêm một vòng nữa. Xong rồi mình sẽ né các bạn cầm thương này ra. À, đoạn... tui tên An này ra. À, nào nhỉ? À, đây bạn lại bạn cắm con này nha. Tức chỉ không cần né luôn, mình cứ để cái Yon 2 đấy. Có khi cũng chẳng giết được một cái Yon 2 mình bấy lên cũng không làm gì được chứ. Điên, phải điên. Tần này chưa cần tanh đâu anh em ơi. Mấy con tanh như kiểu Malok, con Kret là có thì tốt thôi chứ cũng không quá cần thiết ấy. Tại anh em đam giờ này cũng chưa có nhiều đam kiểu của rồng của đắc ấy. Nên là giết mấy con thú này cũng lâu lắm. Cứ yên tâm mà chơi thôi anh em ơi. Nhỏ này sấy sáng mai. Sấy sáng mai anh em ơi. Phát thôi, phát 8, phát 9 gì thôi. Chuỗi tháng 5 rồi. Hai tay hơi ít đam nhỉ? Hai tay một hơi ít đam. Bình trượng Reha đi. Cho này cho con già đi. Mình sẽ cho này cho hai T đi. Hai T nhiều đam một tí nhá em nhá. Cố lên, cố lên. Hai T 2 này. Rishi giữ lại nhá. Pandum. Đấy, một bạn này có thương rồi đúng không? Hai thương à? Hai thương hai bên này. Hoặc chạy anh em ơi. Cùng lắm gặp đen lắm thì gặp bạn đấy thôi. Gặp bạn đấy thì... chả sao, bởi vì hai thương nhá. Nó sẽ bế hai con đấy lên này. Nhưng mà bù lại thì hai con đấy sẽ được ở góc trên mà không gặp mấy con floor. Mấy con floor sẽ phải xiên hai con thú này. Thế là mình chết hai con thú. Mà hai con kia của mình vẫn đang an toàn. Khi cũng hay anh em ơi. Tạm thời chưa có rồng, chưa có nắc gì thì cứ để bạn ấy bế con AD mình lên đi. Thành vấn đề nhá. Cho bế. Chả bế đây lại hay ấy chứ. Nên luôn không? Nên luôn giữ chuỗi thắng nhỉ. Thương bắt đáy nữa, nhiều thương quá nhỉ, chết rồi, bắt đầu hơi nhiều thương rồi đấy. Rồi bắt đầu
đánh cánh đánh đầu dần dần thôi anh em ơi, cánh đánh đầu thôi, tạt cánh đánh đầu chứ nhầm, tạt cánh đánh đầu thôi. Mandu này bán đi mua lại không, hai này lấy thêm 2 tiền không, Mandu mua lại được. Một hai ba này, 4 5 6 này, 7, 1 2 3 này, 4 này, mua lại đi, ý mua lại sau nhé. PC một con, một con, một con này, PC 2 nhưng mà gì có teo đâu. Đấy, Manu mua lại được này, PC có thể bán đi được này. Xiên, ok. Ico lên 9 không? Ma lốc 12 con em, vừa còn lấy con ma lốc, một con ma lốc. Cho con ma lốc vào, yên tâm. Cầm sách thánh các thứ. Sơn. Revision. Ma lốc 2 em ơi, yên tâm liền. Thành cái ma lốc rồi à? Floor này chắc bỏ rồi. Hay con floor này cứ giữ lại để mình cho thay con 2T nhỉ. 2T bây giờ không có sách thánh nữa mà. 2T không có sách thánh nữa mà anh em. The fragrance of romance is truly intoxicating. The universe unfolds around me. PC kìa. Đấy PC ghê nhỉ. Thằng Ico thôi, Ico lên thôi. Không chờ đợi gì nữa. Ico lên thấy con QC này. Crest thì chờ một chút vậy. Ba đồ này ma lốc tanh khá là tốt này. Narcot floor bắt đầu khá nhiều, khá ít đi rồi này. Hai ba thứ bắt đáy này. Sẽ đảo con top bên kia nhá. Không gì đặc sắc đâu. Kình hai thương bắt đáy à? Ghét ghê, ghét ghê. Thương bắt đầy với chúng tôi. Con teo này hơi vô dụng. Công ty một phát. Ok, đỡ vô dụng hơn một tí này. Mà nó công ty một phát đi em. Ok nha em nhá. Ok nhá em nhá. Đây rồi. Già bay luôn, bay bay luôn bạn già nhá. Bạn đã cống hiến quá là tốt rồi. Đã cống hiến thế là quá đỉnh cao rồi. Quá yêu bạn già luôn. Bây giờ mình đang tẩy cấy top Ignite anh em ơi. Sắp top Việt Nam Ignite rồi. Sắp top Việt Nam Ignite này. Hết tuần này là có top Việt Nam Ignite đấy. Dòng đứng giữa khá nhiều nhỉ. Dòng đứng chéo khá nhiều nhỉ. Đây không? Giờ này thổi thẳng này, đánh thường một phát rồi thổi thẳng này. Ok luôn, thổi chỗ không người luôn, ok. Má, mấy con kia trâu thế. Chết cả con ma lốc mình chứ. Ôi sao làm gì con ma lốc mình chết được nhỉ. Quả đấy mình thấy hơi điêu ấy nhá. Con gì rơi ra là con ma lốc được. Bị nhầm không? Các bạn có nhầm không? Đã nhầm người không? Ma lốc mình vừa đấy chết rồi nhỉ? Ông men chén ra nhiều đam thế á? Làm gì có chuyện anh em? Men giết ma lốc mình không? Căng nhờ bạn này. Bắt buộc bắt mình à? Bắt mình bằng mọi giá à?
Con mình là mọi giá anh em ơi. Đúng thật. Đứng này cảm giác không an toàn lắm. Rồi con cát chết luôn rồi, chết rồi. Yon xây được, Yon có thánh đồ mà. Rồi con xây được luôn. Rồi lên 9 rồi anh em ơi. Cơ hội khác đây. Ghê quá. Hai thương bắt hai đáy thì chạy đâu được anh em. Chúng ta chạy kiểu gì bây giờ. Căng phết. Luôn anh em ơi, vội. How may I help you? How shall you punish me? Bandung lại bán đi tiếp. Tí mình có thể cần có thể bỏ Bandung đi cũng được anh em. Cắt. Còn lại thì cần. Chắc chắn tí mình còn phải né mấy bạn cầm thương bắt đáy nữa anh em ơi. Đây lại thương bắt đáy hai thương rồi. Ghét nhỉ, hai thương bắt đáy của mình không? Kệ em ơi. Tí nữa mình sẽ pha sau, mình sẽ xử lý bạn đấy sau nhé. Đảo cành đánh đầu sau anh em ơi. Chỉ khi cho bạn ấy bế không nhỉ? Bạn ấy bế thì mình không còn con cáp ở đấy. Sợ lắm. Dây cuối mình chuyển thôi cho bạn ấy đỡ check mình thôi. Check mình thì mình cũng hơi khổ nhưng mà thêm đồ cho Malok, đổi cho Malok. Yon này mình đang không có đồ thủ lắm này, đồ thủ này cũng chưa yên tâm lắm, chưa có truy hồn cho Yon. Đồ nhập phần cát không? Cát cầm thánh đồ. Thiếu con thú không? Ừ, có man đúng. Giờ lại hơi tiếc con man đúng. À đây, anh ta đây rồi. Anh đây. Mà lốc nhảy đẹp này anh em ơi. Teo chắc bán đi rồi nhỉ. Teo này còn cần dùng làm gì không? Hồi được máu rồi. Căng ghê. Không có thể làm sao anh em ơi. Chúng ta lên được con John 3. Gần như chắc chắn lên được John 3 này. Mình sẽ lên lại con Malok 3 đã mất của trận trước nhá. Trận trước mình mất con Malok 3 thì hơi tiếc đấy. Nhưng mà sẽ không tiếc nuối nữa đâu anh em ơi. Sẽ không còn một chút tiếc nuối nào nữa đâu. Đến lúc rồi, choi, xin cái choi, không có choi. Ngọc đại cũng được. Ngọc đại cho con Malok xong rồi nhảy luôn. Nhảy cho nó đứng giữa luôn. Ngọc đại nhảy luôn đó nhỉ, 120 này cộng 50. Quy nhưng mà không cần. Cần con Malok 3. Anh em nói gì đi? Anh em hãy nói gì đi anh em? Hãy nói gì đi? Say something I'm giving up on you. Nhìn đam nhá anh em. Ủa, cũng chưa nhiều đam lắm nhỉ?
chưa nhiều round, nó phải thêm một tí nữa. Nếu mình thêm một con nữa, mình thêm con quy nhé, hay thêm con Liliana. Liliana cũng uy tín, khỏe lắm rồi, bây giờ không còn gì khỏe hơn nữa. Liliana uy tín rồi. Nào xem các bạn, hai thương này cũng khá nguy hiểm này. Nếu bạn ấy không đổi, bạn ấy không đổi cánh thì mình sẽ cứ chơi thôi. Bạn thương này, rồng này thổi ghét nhờ. Nào không đổi cánh là mình cứ chơi này. Có đổi cánh không? Có đổi cánh không? Bạn có muốn đổi cánh không? Mình gặp bạn tốc cờ rồi đúng không? Nên bạn đánh. Nào bạn đổi cánh không? Bạn không đổi cánh đúng không? Không đổi cánh anh em ơi, chơi luôn. Mình không gặp bạn đấy, không sao. Mà lớp 3 mình ăn ngay quả choáng vào đầu. Ăn ngay quả chôn vào. Má để con mà lớp 3 đần quá, chết dở rồi. May mà chưa thua anh em ơi, nhưng mà má đang ngồi nghĩ bạn kia có đổi không, không để ý bạn này, chết bà. Thật đấy. Má lúc sang góc nhá anh em nhá. Má lúc nó một choi. Đần tê, rốt quá. Stupid. Stupid me. So stupid. Nghe mời. Stupid quá, stupid quá. Đi hôm mình gặp rồi mà mình gặp một cá gắn năm con này. Nào có đổi không, có đổi góc không? Xong rồi mình chơi này. Không đổi góc đúng không? Không đổi góc, ok. Đấy, cắm một con, keo ulti thẳng vào đây. Malok cân góc bên con thên kia. Malok 3, ok, nhảy một phát. Yon thấy được. Ngon cát bị ăn quả thánh đồ vào đầu, ok. Kìa, ăn thánh đồ vào đầu đi. Ơ kìa, ơ kìa. Sao ấy nhở? Nó cứ sao sao ấy nhở? Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá. Sao sao ấy nhá. Không lý giải nổi. Mình vừa gặp cá mập con đúng không? Bây giờ mình gặp bạn Rim Diho này, bây giờ mình lại né lại bạn này này. Nó lốc lại vào giữa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhá. Mắt trăng trở ghê sao mình. Hay mấy bạn kia đồ đẹp hơn mình hay là sao nhỉ? Choi mà mình có thánh đồ mà. Này chả có Choi, bạn ấy mũi sách thánh. Bạn này bạn không vào này, bạn này thì mình nghĩ mình thắng được, tại vì vào đấy mình xếp tướng lỗi không. Năng đến con cắt 2 nhỉ? Con cắt 2 yên tâm không? Em không hiểu sao thua luôn ấy. Sự luôn. Nào con cắt 2 đi. Quét được. Chưa lên được rồi anh em ơi, có cái cho con Malok này. Tìm liền. À mình gặp bạn Windy Ho mà mình gặp bạn kia đâu. Nhầm tí. Nhầm nhọt sang trồng trọt tí anh em ơi, nhầm nhọt sang trồng trọt một tí rồi. Mình gặp bạn Windy Ho mà mình. Mình gặp bạn này mà, mình gặp bạn kia quá hay không? Chết rồi, nhầm. Sao mình lại chạy nhở? Mình soi bạn này làm quái gì, mình gặp bạn này mà. Ôi trời ơi. Nhục mặt quá, trời ơi, nhục nhã quá. Má, béo chơi game nữa.
Sao bạn này vậy? Có gì phải chạy đâu, có gì phải chạy bạn này đâu, mình chơi bạn này mình chơi cân kèo được mà. Có ma lốc nhá, ma lốc nhảy luôn nhá. Bạn này cũng xoay bài nhanh này. Này vừa đang bài gì mà lại xoay ăn thú. Ây da, lỗi thế nhở. Bỏ game thôi, bỏ bỏ game thôi.